Chú bác chị em mình ha, hôm nay lên web video bao gồm 30 mã hàng như thế này, cần câu và máy câu như thế này. Đây. Máy câu và cần câu. Đó, tất cả 100% là hàng Nhật bãi. Anh chị em mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0919 192035, em tên Nghiệp. Phí ship là 30.000 cho một đơn, hai đơn bao ship hoàn toàn. Thì cũng như thường lệ anh em không phân biệt giá trị cao, giá trị thấp, cũng không phân biệt vùng miền. Mặc định là 30.000. Ngoài đảo cũng vậy, vùng sâu vùng xa cũng vậy, ship tận nhà, kiểm tra, thanh toán và trả tiền. Hai đơn bao ship hoàn toàn. Và anh em có lưu ý một điều rất quan trọng là anh em mua hàng mình sẽ mail, bắt buộc anh em mình là 100% là phải kiểm tra hàng thật kỹ trước khi nhận giùm em nha. Anh em nào không kiểm tra hàng thì mọi thiệt thòi, mọi khiếu nại, mọi hư hỏng về sau cái gì đó em không giải quyết, anh em mình tự chịu nha. Rồi anh em mình tự đem đơn hàng tự ra ngoài bên vận chuyển mình khiếu nại bên đó, em không hỗ trợ giải quyết ha. Thì đôi khi em sẽ hỗ trợ cho anh em thêm một bước là đôi khi sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Đó, có nhiều cái lý do anh em mình không kiểm tra hàng được tại thời điểm shipper họ giao hàng á, thì anh em mình nhìn tổng quát bên ngoài giúp giùm em. Thứ nhất là hàng của em 100% đơn hàng bên em đều có cái tem niêm phong của shop em hết, không thể làm giả. Anh em nhìn ha, tem niêm phong chưa bị rách, có nghĩa là hàng mình chưa bị xé, chưa bị đụng chạm gì bên trong. Tem niêm phong nguyên bản hết thì anh em mình có thể nhận. Chứ anh em nhìn qua bên ngoài, hình thức bên ngoài hàng mình chưa mớp méo, chưa có dấu hiệu mà tác động, hoặc là chưa có dấu hiệu mà nhìn nó dạng như là nó bị gãy, nó quấn băng keo, nó che giấu khuyết điểm để gia cố lại á, thì anh em mình kiểm tra như vậy bằng mắt bên ngoài, anh em mình có thể nhận hàng xong đem về bỏ đó. Khi nào rảnh anh em kiểm tra sau, thì trước khi mình kiểm tra anh em mình vui lòng mình móc điện thoại mình quay video lại với em. Anh em nhớ kỹ trong đầu video mình, mục đích quay video là để chứng minh quý anh chị em chú bác mình chưa tác động gì đến sản phẩm bên trong hết nha. Anh em cứ nhớ kỹ là mục đích là cái video đó để chứng minh anh em mình chưa có đụng chạm gì tới sản phẩm bên trong đó, để lỡ như trường hợp anh em khui ra bên trong hàng mình nó bị hư hỏng nè, do quá trình vận chuyển dập gãy hư hỏng nè, hoặc là hàng nó bị lỗi, hoặc hàng gửi hàng không đúng như cam kết của người bán, hoặc là hàng bị bọn ác nó rút guộc hàng, hoặc là đánh tráo sản phẩm gì đó, thì có video đó anh em có cung cấp cho em sẽ hỗ trợ hoàn tiền hết cho anh em mình 100%, anh em không mất một đồng nào hết, mặc dù đơn hàng anh em đã thanh toán rồi, đã chuyển khoản rồi hoặc như thế nào đó nha. Anh nhớ nhớ kỹ mục đích video là chứng minh anh em mình chưa tác động gì hết, là phải quay rõ hai cái tem niêm phong chưa bị xé ha, thì quay trước cái từ đầu. Trong quá trình quay mình quay, trong quá trình khui mình quay ra như vậy, chứ còn ví dụ anh em mình khui tanh bành tái bẻ ra hết rồi anh em mình móc điện thoại anh em mình quay ra cho em thì cái video nó cũng không có giá trị, anh em nhớ như vậy nha. Thì rõ ràng ngay từ lúc ban đầu trước khi mua hàng em đã cung báo, em đã nói như vậy rồi, thì anh em mình rõ ràng sau này lỡ như anh em mình làm không đúng thì mọi thiệt thòi anh em mình tự chịu nha, không trách ai được hết, không trách người bán được hết. Mình thích mình mua, không thích thì mình không mua. Như vậy rồi, mã đầu tiên gửi đến anh em mình đây là một con máy nha anh em, một con máy. Con này size nó khoảng 3.000 anh em. Con máy này máy Korea nha, con máy này sản xuất Korea, made in Korea, là full carbon toàn thân anh em, size khoảng 3.000 nha. Máy carbon toàn thân radio 461 là cước số 520 m, hàng made in Korea, đổi tay trái phải và mua bên sóng. Con này mã số 1, bán quý chú bác mình giá là 200.000. Rồi anh em chơi máy kim loại lấy con này, con này là máy full kim loại nha anh em. Con này cũng vậy, con này size nó khoảng 2.000. Con này hãng có thằng Ryobi nha anh em, có auto gì nè, chạy bензин bật đèn nè, full kim loại nha anh em, kim loại toàn thân. Đó, full kim loại toàn thân, máy hơi dơ nha. Đó, xài khoảng 2.000, full kim loại, hàng made in Japan, máy rất là mượt anh em, đổi tay trái phải được hết nha, đổi tay trái phải được hết và mua bên sóng. Rồi, con này mã số 2 bán quý chú bác mình giá là 250.000. Tiếp tục lên con này anh em, con này size nó khoảng 7.000 nha anh em, con Roddy full kim loại toàn thân. Con này điểm trừ duy nhất của mình là nó mất cái núm chỗ này nè nha, cái đúng tay quay nè, nó bị mất rồi. Thì máy đổi tay trái phải và rất mượt em, hãng Roddy size 7.000, full kim loại nha. Full kim loại toàn thân, size 7.000, mua pin sóng, đổi tay trái phải. Nè anh em nhìn cái gạt này thôi anh em nhìn thấy cũng uy tín nữa nè. Rồi, hơi dơ nha anh em, về vệ sinh giúp em. Mã số 3 bán của chú bác mình giá có 300.000 thôi, một con máy size 7.000 full loại. Tiếp tục anh em lên em mình con này anh em đánh lure nè, đánh lure đánh ISO lấy con này. Con Daiwa Legalit nha anh em, dòng Legalit nè. Size 2.000 nha, 2004. GB 0.6 vô 100 m.
Đó, size 2000 nha anh em. Máy đẹp nè. Hàng made in China anh em, sản xuất Trung Quốc xuất Nhật, máy đẹp ngon lành. Nha, mua bên sóng. Đổi tay trái phải máy thầm mượt lắm nè, quay khổng nghe tiếng động. Không lỗi lầm gì hết. Máy đẹp không lỗi lầm gì hết anh em chú bác mình đây. Nha, size 2000, hàng made in China. Rồi, con máy này mã số 4 bán với chú bác mình giá là 600 ngàn nha. 600 ngàn à. Con này 1 triệu mấy nè. Tiếp đến con này anh em. Anh em chơi con máy ngang lấy con này. Con này đẹp quá trời. Anh em mua chơi sưu tầm cũng được. Đem một con đai qua. Jokuri nè, Kuki nè. Xây 4 ngàn chạy 3 benzin mặt đạn. Đẹp lắm anh em. Đẹp xuất sắc luôn. Hàng mắt in da băng nha. Còn con máy ngang tay phải chuyên câu biển, câu đáy. Con này về anh em để lên kệ cũng đẹp anh em. À, anh em thấy không? Nó mới tinh lắm, mới tinh tường luôn nè. Tay phải nha, không lỗi lầm gì hết, rất đẹp, rất mới. Bán anh em chú bác mình 250 nha. Con này mã số 5, 250. Tiếp lên anh em chơi cối nòng nha. Cối nòng mua pin chết thì lấy con này. Anh em đánh bạc bãi biển nè. Đó, bạc bãi biển thì lấy con này chơi nha. Cối nòng mua pin chết, mua pin chết là mua pin không xây được nha. Con này hãng con Daiwa Firesup, cước số 2 300m, cước số 3 200m. Con này hàng made in China nha anh em, sản xuất Trung Quốc xuất Nhật. Đó, đổi tay trái phải mua pin chết nha, size khoảng 7000. Ước số 450m. Ngoại hình đẹp không lỗi lầm gì hết anh em. Thì con này thích hợp cho quý chú bác mình đánh bạc bãi biển, quấn lục tầm xa đồ hoặc quấn tốc độ rồi nè, quấn mấy cái dòng nước sâu, nước lớn chảy xiết nè, quấn tốc độ á. Lấy con này giá có 300.000 đi anh em, mã số 6, size khoảng 7000 cối nòng. Mã số 6 giá 300. Tiếp lên con này nè, con này con Shimano Arinos nha, con này xe cũng 2000 này nè. Một con Shimano Arinos. Xe 2000 hàng Malaysia. Cái này là con đưa cho mình đó. Hơi dơ hơi bụi anh em, cũng có chạy sơn nè. Cước 2.5 120m, cước số 2 vô 150m, mua pin sống. Quá mượt mà luôn em, size 2000, hàng Malaysia, con này mã số 7, 500.000. Rồi, con máy cuối cùng là con máy viết nha, con máy viết của con Daiwa Tournament, tay thắng, chuyên đánh ISO nha em. Điểm trừ duy nhất của con này nè, là mấy cái núm nó bị bể miếng nhựa này nè. Đó, tay quay đôi luôn nha, anh em là thích tay quay đôi nè, tay quay đôi thì bao đầm máy luôn. Ha, cá lớn cá nhỏ gì cũng đầm hết, và rất là điều máy. Ha, con Tournament size 3000, Tournament Z luôn nè, chạy 9 bậc đạn. Con này là hàng cao cấp nha. Mấy cái dòng này dòng đời cổ rồi anh em. Còn mấy dòng đời mới, mấy con này bây giờ anh em mua cái dòng Daiwa Tournament mà tay thắng nè, 17-18 triệu anh em. Ratio 5-1-1. Đó, tất cả nhông cốt con này đều là hàng cao cấp hết anh em. Nhưng mà cái này là bản đời cũ rồi, thì anh em là thích chơi hàng đời cổ, giá nó rẻ, nó nhẹ nhàng hơn thì anh em mua con này. Hay mà đặc biệt nha anh em, mấy cái dòng này là mua pin chết nha. Tay thắng là mua pin chết nha anh em. Nè, anh em quay là thắng không ăn đồng, khi mà anh em cá lôi ngược lại nè là thắng dính nè, thắng hơn thắng xe máy nữa. Không, thắng dính cứ ngắt luôn nè, đó. Còn câu chức năng bình thường này vượt qua, nó chống trả ngược. Nha, phải lưu ý anh em là mô pin này là pin không xây được, nhưng mà nó có nút chỉnh này nè, nó có không hiểu nổi. Chỉnh mấy nút làm gì, đã không xây được rồi có mấy nút này chỉnh làm gì. Mục đích làm gì, tác động làm gì thì em không biết nha, mấy cái này em trước giờ không biết, nhưng mà con nào cũng có chỉnh nút hết trơn em. Có chỉnh nút làm gì trời? Không xây được là chỉnh nút làm gì? Hay là nó có xây mà xây được xây nhẹ anh em? Làm gì em thì chưa, em chưa biết cái chỗ mấy cái nút số này làm gì, em không hiểu nha. Anh em mà chơi thì anh em mình chuyên lụm. Bán này mình 1.2 triệu thôi anh em, giá rất rẻ cho con này. Nhà mã số 8 giá 1.2 triệu. Rồi chuyển qua cần câu anh em, thấy cái hộp Dixin vi tính không, mà nó về cho em nguyên một bó cần trúc nha, nguyên một bó cần trúc trong đây luôn, ác đạn với em, chưa sử dụng nha anh em, có sẵn dây thẻo phao luôn, về chỉ việc câu lưỡi luôn anh em. Đó, anh em đi câu là đi 2-5 cây với một cốc. Đó, có sẵn phao chì lưỡi hết, chỉ bóc ra là câu thôi nè. Nha, hàng trúc nha nè, cái này cần trúc nha, 5 cây. Hình như nó dài
đâu cũng 2 mét, 2 mét mấy anh em, đúng rồi, 2 mét, 2 mét nha. Rồi cái này mã số 9 nha anh em, mã số 9 bán cho anh em mình nguyên hộp như thế này luôn nè, 200.000 mã số 9. Tiếp cái này cái ISO khoảng nhỏ anh em ơi, cái này nó hư khoen rồi, em phán cho mình phôi hạ tay nha. Hàng carbon vẫn còn bắt máy Fuji nè, cái này dài 3m6 nè, made in Korea. Cái này nó hạ tay tầm khoảng 4H nha. Thì anh em nào kiếm một cây cần tay mà quýnh trâu bò bạo lực đó, anh em quýnh mà mạnh tay nó không sợ nổ lóng thì anh em mua ISO để đánh. Về hạ tay đánh là phôi nó khỏe gấp đôi nè. Nè, ủa cây này nó gãy ngọn rồi nè, gãy ngọn chắc không tới 3m6 đâu. Nó còn chắc khoảng 3m5 nè. Nha, anh em kiếm cây cần tay tầm khoảng 4H mà dài khoảng 3m5 nè thì chơi cây này ISO hạ tay nha. Em bán này mình giá 250 thôi. Giá 250 nha, đọt của mình cái đó vào 1 ly 8. Cân nặng của mình 167g. Bán này mình giá 250 mã số 10 nha, 250k. Tiếp tục lên anh chú bác mình đây. Lên anh em mình đây, cây tay lóng ngắn như nè. Cây này nó có sẵn cái nút đồ bao đầy đủ hết nè. Nó có sẵn cái thẻo nè, có sẵn cái thẻo câu về này nè, thẻo UBL trong đây nè nha. Đó, lóng ngắn anh em thu gọn 40cm, 38cm và chưa tới 40, dài 4m4, cứng đều nha, cứng đều tầm khoảng 3H rưỡi, hãng Suzumi nha. Đó, lóng ngắn nè, hàng carbon nha anh em, carbon lóng ngắn thu gọn có 38cm thôi, cứng đều 3H rưỡi, thôi cũng còn mới đẹp nha anh em, cũng có chạy sờn nhưng mà mới đẹp chứ không có đến nỗi là phải nha, xấu tè tua tơi tả. Đó, đọt của mình là đọt 1 ly nha anh em, làm cái đầu cọc, làm đầu cọc dây nha, cứng đều anh em, tầm khoảng 3H rưỡi, cân nặng của mình là 125g. Rồi cây lông ngắn thu gọn 38cm này, mã số 11 em bán giá là 400.000. Tiếp cái này cây súp carbon nha anh em, súp carbon cứng 34m2 luôn, hàng carbon nha, hãng con 2 Beki nè. Đó, cây này hàng xuất Nhật nha anh em, nhưng mà hàng China, hàng China xuất Nhật, bắt máy hãng, khoen hãng nha. Đó, khoen cũng là khoen hãng, khoen thường, bắt máy cũng vậy, khoen không nứt không hư nha em, mà cứng 34m2 lật, hàng carbon là phô rất mới đẹp. Rọt 2 ly rưỡi, cân nặng của mình 346g. Cây này mã số 12 em bán giá là 400.000. Tiếp tục lên cho mình cái này, đây cây cần tay lóng dài nha nè, một cái cần tay lóng dài 2m7, tầm khoảng 3H rưỡi, đẹp nha nè, đẹp từ cán cầm đến quấn chỉ, tem vàng nội địa Nhật đầy đầu nè, hãng của thằng Ryobi nha, dài 2m7, cứng tầm khoảng 3H rưỡi nha nè, cứng nảy nha. Đó, lóng dài 2m7, ngoại hình đẹp, đọt 1 ly, siêu nhẹ 55g. Cây này mã số 13, 400.000. Tiếp cây lua 2 khúc anh em, cây này anh em đánh UL nha, cây đánh UL hoặc là dạy lua mực nha anh em, hãng có thằng Five Star 5 ngôi sao ha, bắt máy Fuji, fan Fuji là hết cho anh em, hàng carbon nha anh em. Đó, nó không có để thông số lua cho anh em, dài 7 feet 6 nữa, 7 feet 6 nó dài gần 2m3 nha, là hàng carbon, không có thông số lua mà cũng không có thông số gì hết. Thì cây này anh em đánh kiểu UL được anh em, ngọn nó khoảng 1 ly thôi nha, anh em về anh em đánh UL đánh mồi rồi không ổn anh em ơi, anh em nhìn thấy chỗ cái khúc cắm này không, là nó có một cái vết cằn gì vô phôi rồi anh em nha, nó chưa có gãy anh em, nhưng mà nó cầm vô phôi anh em, nó chạy vô phôi, nó lúng vô nha, nó chưa có gãy mà lúng vô phôi nè. Đó, thì nói chung nếu mà anh em đánh UL thì kiểu này chứ cũng không ảnh hưởng gì, không suy nghĩ đâu anh em, đánh UL chứ không gãy này nổi đâu nha, sợ là quýnh cá lớn nó lôi gãy thôi. Tất cả fan Fuji, hàng carbon nha, hoặc là về anh em có thợ thì anh em mình bỏ này mình tháp cái khác lại, cái 500 này anh em, thôi bán anh em mình 300 thôi. Mã số 14 nha, anh em đánh UL dài 2m3 thì đánh cây này, hoặc là lua mực của đó thì đánh cây này. Mã số 14 nha, em bán giá 300, ngọn có 1 ly thôi anh em, cân nặng của mình 128g nha, mã số 14, 300. Tiếp tục anh em lên cho mình cây này, cây này cây dây trong nha anh em, một cây dòng Triton nè, Shimano dòng Triton nha anh em, có trầy sờn nè. Hai dòng Triton là dòng cao cấp của Shimano nha anh em, nhưng mà cây này sờn nhiều anh em nè. Sờn này nếu về anh em đánh canal là sẽ hết nha. Đó,
Thì sao này đánh canal hết nha, bắt máy full xịn nè, thấy chưa? Cứng 50, dài 3m6 nha anh em, hoặc là cái này về anh em mình đánh con mè đâu nè, con ngâm, con lăn xê đâu nè. Thì ngon, hoặc là về lấy cái phôi làm cần tay đánh thì bao bạo lực luôn, đánh cá tra luôn. Cứng 50 3m6 nha. Phôi có phôi chạy sờn khá nhiều nha anh em nè. Mấy vết mất sờn anh em nè. Vừa sờn vừa dính băng keo dơ, phen là phen full xịt nha. Phen full xịt nó còn nắp chụp, mà nắp chụp nó bị nứt như thế này. Đó. Thì dạ. Nắp chụp xịt, phen full xịt đều hết nha. Ở trong thì đẹp nè, góc thì sờn nhiều, góc chất cỏ chảy xước nhiều nên sờn nhiều. Đó, dài 3m6, cứng 50 luôn, đọt 3 ly nha. Cân nặng của mình là 284g, cây Shimano dòng Triton này. Mã số 15 em bán giá là 500.000. Rồi, tiếp anh em ơi, chuyển qua lên cán vợt nha, qua bên đây. Cán vợt 5m4, hàng carbon anh em. Đó, tem vàng xuất Nhật nha, hàng carbon rod nè, dài 5m4, cán vợt cứng anh em. Cán vợt cứng 5m4. Đó, thì sẵn đây có một cái cán vợt này, em cũng sẽ giải đáp cho anh em mình một số liên quan đến cán vợt này. Đó. Thì nói chung em, bản thân em và những anh em bán hàng chung với em ha, bị rất là nhiều anh em mình không nhận hàng với cái lý do cán vợt không đủ chiều dài so với thông số trên cần. Bị rất nhiều anh em, bản thân em cũng bị rất nhiều về vấn đề này. Và giả sử tất cả anh em mình đang sử dụng cái cán vợt từ fib cho đến carbon, thông số trên cần ví dụ 5m4, 3m6, 4m, anh em đem ra đo thử coi có cây nào là chiều dài nó đúng với cái thông số trên cần hay không. Anh em thử một lần đem ra đo nha. Anh em nào đang sử dụng thì lấy ra đo thử xem có cây nào không nha. Gần như là 99% là đều không đủ chiều dài so với thông số như trên cần. Ví dụ cây này 5m4, anh em rút ra hết, không đủ chiều dài. Thì có một số anh em chú bác mình đi mua hàng, kiểm hàng, anh em đem theo sẵn một cái cây thước hộp ra đo phải đúng 100% như trên đó mới nhận hàng, còn không đúng là không nhận hàng ha. Thì những khách hàng như vậy thì dù có xem video của em, ha, đặc biệt là xem cây này, thì lưu ý giùm em, cán vợt chiều dài trên cần là bao gồm cả chiều dài của mặt vợt ghép vô đây nữa nó mới đủ chiều dài của vụ cây này 5m4, là phải có một vành vợt nó 40cm ráp vô đây nữa thì nó mới đủ là 5m4, còn không là nó chỉ 5m thôi, tùy theo những cái cán vợt, mặt vợt dài hay ngắn mà nó có cái thông số chiều dài như vậy ha. Anh em mình như vậy đây về nó không có mặt vợt, có nghĩa là mình mất đi một phần chiều dài của mặt vợt rồi nên nó sẽ không đủ chiều dài như vậy nha. Anh em chú bác mình ơi, khó tính thì khó tính, cái gì cũng vậy, người ta buôn bán rất là cực khổ. Mình biết thì mình khó tính không nói, mình không biết mà mình lại khó tính như vậy. Hoặc là một số cây cần, hoặc là hôm nào anh em mình rảnh anh em mua từ cần Đài Loan, cần Trung Quốc, hoặc là cần Nhật full hợp 100% đi. Chưa sử dụng, anh em mua xong về, anh em đo thử cái chiều dài trên hộp cây cần nha, em nói cán cây cần chứ không phải cán vợt nha. Một cây cần câu anh em đo thử cái chiều dài trên thông số nó ghi trên cây cần, và cái chiều dài thực tế của cây cần mình mới chưa sử dụng, thử coi nó có đúng hay không nữ hay, anh em có đo thử đi anh em sẽ biết nha. Anh em có đo thử đi chứ đừng huống hồn chi đây là hàng Nhật bãi, hàng cũ, hàng đã qua sử dụng, không biết đã qua tay bao nhiêu người ha. Và cái tuổi đời của nó có những cây nó thật là chục năm là bình thường, 20-30 năm cũng có nữa anh em ha. Thì anh em mình khó quá như vậy thì thôi, mình đừng có chơi hàng cũ, mình cứ mua hàng mới mình chơi đi. Mình có nhiều tiền thì mình mua cái hàng mới nhiều tiền, mình có ít tiền thì mình mua cái đồ ít tiền, nhưng mà thực chất nó là mới mình chơi ha. Mình đừng có gì đây tội nghiệp người bán ta lắm. Còn trở lại vấn đề cây vợt này thì cũng vậy nha anh em thử nha. Anh em mà đang đo thử coi, anh em mình đem cái hết đi, đừng bao gồm mặt vợt, anh em đo thử có đủ chiều dài hay không. Cái đầu điện gõ thừa, tại sao cái cán vợt này 5m4 mà về nó có 5m à, mà mày bán hàng lừa đảo, mày bán hàng điểu, mày bán hàng không đúng cái thông số cam kết ban đầu ha. Dài nhiêu thì nói nhiêu, còn kiểu như vậy đó. Ủa, mày chiều dài thì mày có nhiêu thì bán nó nhiêu, 5m thì mày nói 5m thì mày nói 5m4, hoặc là như vậy, hoặc là hàng mày đổ lóng, mày thay lóng rồi chiều dài nó đâu có đủ ban đầu đâu, mày bán cho tao làm gì, ABCD đủ lý do hết là như vậy ha. Thì anh em lưu ý ơi, anh em ơi,
giúp dùm em nha. Thực tế là anh em cứ khấu trừ đi một cái cần cán vợt như thế này, anh em khấu trừ mặt vợt tùy, mặt vợt thông thường của này anh em là nó khoảng 40 là khoảng hai găng tay của mình, còn có những cái vành vợt nó to hơn nữa nha, vành vợt 50 cũng có nha, cũng có vành vợt 50, cũng có vành vợt 40-45, mà đa số anh em có khấu trừ cho nó khoảng 40 xăng là khoảng 20 găng tay. Ví dụ cây này đi 5m4 thì nó còn 5m là hợp lý, nhưng mà 5m4 anh em đo nó còn 4m5 là nó bất hợp lý, thì cái đó là anh em mình khiếu nại được nha. Anh em phải nhớ là trừ ra dùm em khoảng 2 găng tay của vành vợt nữa nó mới đúng chiều dài của cán vợt ha. Sau này anh em đi mua hàng chỗ khác cũng vậy ha, lưu ý vấn đề đó để tránh hoàn hàng không nhận hàng, tội nghiệp anh em người bán người ta lắm nha. Trong đó có em thì đây, em cũng vậy, em tư vấn rất là rõ nha. Em buôn bán hàng thì đảm bảo bên em là không thể nào phục vụ hài lòng hết 100% khách hàng được, sẽ có khách hàng khách hàng nọ ha. Nhưng mà em thì bán hàng thì khỏi phải lo về vấn đề mà gọi là tư vấn tầm sàm bả láp hoặc là dụ dỗ khách hàng người mới biết chơi để họ mua hàng bất chấp nha. Em nói thật với anh em mình, mua chưa chắc gì em bán nữa. Một số khách hàng mà tại sao nói chuyện vài ba câu là em chặn luôn, không bán hàng. Hoặc là một số khách hàng mà nhắn tin em mà em không trả lời, em phớt lờ, em xóa luôn tin nhắn. Là một vài tin nhắn, một vài cái lời nói là em biết khách hàng đó em không phục vụ nổi, em chặn luôn khỏi nhức đầu về sau. Hoặc là những khách hàng đó em không thể nào phục vụ họ được, trả lời làm gì mất thời gian nhau, khỏi trả lời. Đó, một số khách hàng là như vậy. Cái xong cái quay la ba la bolo, ba la bolo vô những cái này bình luận cầm tên gì đó, cứ bình luận nhiều vô, bình luận để em lọc khách hàng anh em. Tại vì trên YouTube bán hàng anh em, tài khoản trên đó đâu có biết người nào đâu, nó cứ âm thầm lặng lẽ theo dõi, thì trước sau cũng bơm hàng. Cứ chửi đi, cứ bình luận nặng lời đi, miệt thị đi, cứ mạnh tay vô càng nhiều cũng được. Xong em sẽ chịu khó em ngồi em lọc từng người, em xóa sạch, em lọc sạch, em chặn sạch, là cái kênh của em không còn những khách hàng như vậy nữa, để em chỉ phục vụ bán hàng những người em cần bán thôi nha. Rồi thì trả lời vấn đề như vậy. Thì cây này cán vợt là 5m4, cán vợt này là cán vợt cứng nha, hàng carbon. Cái ren của mình là ren 12 nha. Rồi cái cán vợt là mã số 16, em bán giá là 500.000. Rồi tiếp là như này, mình một cây cần tay nè, một cây cần tay lóng lở. Thu gọn của mình là 80cm nha. Có anh em nào mà thích là quấn cái cán mà cho bự không? Anh em mà thích củ bự không? Anh em mà thích củ bự thì về đội của này. Cái này em về tới 3 cây nha, 3 cây 3 loại và nó đều quấn cũ. Cái này là chứng tỏ là thằng trước cái tay nó to lắm, và nó xài cùng một loại nha, xài cái cũ nha, quấn cái cũ rất là to, nó độn thôi. Còn anh em không thích về chịu có ngồi lọt khoảng chừng 30-40 lớp băng keo này ra thì sẽ trả lại cái cán như ban đầu nha. Còn thích cũ to như cái thằng Nhật trước thì để nguyên đây cũ to. Cây này dài 3m3 nha anh em, rất cứng, tầm khoảng 6-7 h, dài 3m3 nha anh em, lóng lở thu gọn 80cm. Anh em nào kiếm cần tay Nhật 5h, anh em kiếm là rất khó nha. 6-7 h là càng khó hơn. Thì cây này là nó nằm trong số những cây cần hiếm hoi như vậy. Ha, ngọn là ngọn tháp, anh em chỗ này nó sơn màu trắng nè. Ngọn tháp là ngọn tháp zin của nó nha, chứ không phải là tháp tự tháp anh em. Nó dành cho những cần mà độ cứng cao. Đó, đây là 6-7 h nó vẫn xài ngọn tháp anh em. Ôi, chết. Hèn chi em nghe nó sẹt sẹt không biết chỗ nào. Chẻ đầu ngọn rồi anh em. Đây nè, nó chẻ đầu ngọn rồi nè, nó giờ. Thôi về anh em mình hạ ngọn xuống giùm em nha, nó chẻ ngọn rồi nè. Hèn chi em quất quất nó giờ em nghe sẹt sẹt mà em nhìn hoài em thấy thì ra nó mới chẻ ngọn nè. Đọt cây này của mình là 1 ly 3 nha anh em. Dài 3m3 nha, 6-7 h, một cần tay Nhật. Rồi, lưu ý là có chẻ ngọn. Củ to nha, anh em nào đội củ to thì lượm về. Cân nặng của mình 195g. Rồi, thì cây này mã số 17 nha, em bán giá là 600.000 nha anh em. 600.000. Anh em nào fan củ to thì lượm em nó về. Còn củ nhỏ mà tay to cũng lượm được luôn nha anh em. Rồi tiếp lên mình cây này anh em. Cây này là cây cần Vĩnh Lăng C nha anh em, độ cứng 80. Hàng carbon nha, cán quấn chỉ nha anh em, hàng carbon. Đó, bắt máy Fuji tem vàng da băng hãng của Nissin nha, độ cứng 80. 80 và 2m7 nha anh em, Nissin nè. Ha, anh em thấy chữ CR là của Nissin nha anh em. Nè, còn chữ Nissin đây, nhiều khi mới mốt cái nó bay cái chữ Nissin, cái thấy chữ CR cái em nói hãng Nissin. Cái ship tới cái anh em mình nó ổn chứ Nissin đâu ra, này đâu phải hàng Nissin đâu mày bán cho tao. Nha, thì đây cũng vậy, đây có chữ CR là viết tắt của hãng Nissin, nên là ký hiệu của logo của nó. Nha nè, sao nó có chữ Nissin nè. Lưu ý nha, lưu ý em. Độ cứng 80 2m7 anh em. 80 2m7, tất cả của mình đều là fan Fuji. Cây này chỉ có tội là phôi không được mới thôi nè.
vòi không được mới nha, còn về độ zin thì nguyên zin nguyên bản đủ chiều dài. Hàng carbon nha, phôi thì không được đẹp thôi nè, chỉ tỏ không được đẹp thôi, khoen đồ thì nguyên bản không nứt không hư gì hết. Đó, độ cứng thì nó trên tuyệt vời luôn, cứng 82.7 luôn. Đọt của mình là 2,5 ly, cân nặng của mình là 290 g, cây này mã số 18 nha. Em bán giá là 600.000. Tiếp anh em, cây rút mini nha anh em, thu gọn 60 cm anh em, hàng carbon nha. Bắt máy Fuji, xoắn hai da nè. Nên nó xoắn hai da hàng carbon, nắp chụp được ha, fan của mình là fan Fuji phản quang nha anh em. Fan Fuji dạ quang nè. Độ cứng là cứng 30 và 2,7 m anh em, hàng made in Korea. Một cái màu xanh lá sao lánh. Đó, cái khoen chỗ này lâu ngày nó khô ke nó tuột ra nè anh em. Vậy gắn lại thôi. Phôi đất mới nha, cứng 30 2,7 m, rút mini thu gọn 60 cm. Ngọn của mình là 2 ly. Cân nặng của mình 178 g, cây là mã số 19. Mã số 19 em bán giá là 500.000 nha anh em. Tiếp anh em, một cây Nissin ISO ngắn nha, cây này hơi bị khó kiếm nha, thu gọn 80 cm. Anh em nào ở Quảng Ninh thì lượm cây này nha. Hàng Nissin bao xịn luôn nè, thông số tuyệt vời nha. Câu bè nè, tráp hành đâu nè, câu bè là chuẩn bài luôn. Hàng Nissin carbon nha anh em. Bắt máy Fuji đọt số 2 và 2,7 m anh em, dòng rột square, dòng cao cấp của Nissin, tem vàng. Nguyên zin nguyên bản, nắp chụp Fuji chết nữa. Nó vuột cái đầu bu anh em, vuột đầu bu dính ở đây nè. Nó còn 3-4 cái đầu bu vô đây nè. Anh nói giờ thì cái này em sẽ gắn lại sao cho anh em mình. Đó, phô rất mới rất đẹp anh em, cũng nguyên bản nguyên zin hết. Nó không có gãy nè, nó bị vuột anh. Nó gãy sẽ mất cái khúc đen này. Còn nó như đây là nó bị vuột nha, lâu ngày nó khô keo. Thì em sẽ gắn lại sau cho anh em mình nha. Đó, đọt của mình 1,5 ly anh em, ngọn số 2 và 2,7 m nha. Cân nặng mình 100 g. Cây này mã số 20. Em bán quý chú bác mình giá là 700.000 nha anh em. Một cây Nissin 2,7 m giá 700. Rồi, tiếp lên mình một cây Zit máy ngang, cắm gốc nha anh em, cái gốc bằng 1/2 ngọn, hãng của sao rớt nha. Cây này không được mới lắm. Nhưng mà hãng sao rớt thì uy tín quá uy tín rồi anh em. Anh em là đánh chuyên đánh biển, đánh zít nha, đặc biệt dùng zít biết sao rớt nha anh em. Đó, cây này dài 5,8 m, là dài gần 1,8 m nha chứ anh em, 1,75 m. 1,75 m nè, đi về bè đi số 6 rồi anh em. Bower nè. Ha, tất cả mình phải xích hết, chỉ cái là không đẹp thôi, không được mới thôi. Zít mát được 150 g. Đi về bè số 3, tất cả mình phải xích hết. Đầu bu xích trong sáng luôn nha anh em, một cây zít máy ngang. Zít đường 150 g. Đó, một cái zít hàng nặng nha, hãng con sao rớt cho anh em, phôi thì vô cùng ngon. Ngoại hình thì không được mới lắm nên giá nó cũng sẽ theo ngoại hình thôi. Cân nặng của mình là 225 g, ngọn của mình là 2,5 ly nha nè. Cây này mã số 21, em bán cho mình 900.000 đó. Tiếp một cây ISO nha anh em, cây này phôi mới lạ nè, phôi hai da, hãng con Ribi, hàng nội đi Nhật đời đầu. Nè, hàng này tem này, tem vàng nội đi Nhật đời đầu nữa nè. Bắt máy Fuji, đọt số 25,4 m nè, một cây hàng carbon, cây này mở lát lên cho anh em mình xem cái độ độc đáo của mình. Đó, nó sắn hai da này nó độc không? Độc số 25,4 m nha. Cây này thì anh em đánh ISO cũng được hoặc là anh em hạ tay cũng được anh em. Nếu mà hạ tay anh em ra nắng đánh là cái phôi này cực đẹp. Anh em thấy không? Sắn rất lạ. Nha, hai da nha anh em, độc số 25,4 m, tất cả mình fan Fuji hết. Tất cả mình fan Fuji hết nha, nguyên bản nguyên zin nha, hơi bụi nha, đóng bụi một lớp nè. Đó, lên đây cho anh em mình coi cái phôi hai da nè. Anh em thấy độc đáo không? Nè, rất ngầu luôn nè, được cái nguyên zin nha. Thì nói cái này để anh em về mình hạ tay nó sẽ vip hơn là để nó ISO nè. Nha. Đó. Phôi đỏ, ngọn đỏ hết nè, nhìn cái ngọn đồng màu với cái này là biết hàng ngon à. Đó, đọt 1,6 ly. Cân nặng của mình 249 g, mã số 22, 900.000. Đó. Mã số 22 nha anh em, em bán giá 900 thôi. Rồi, tiếp lên mình cây này anh em, một cây hàng của ông Mỹ nè. Cứng 60 3,6 m, 3 khúc fan Fujisit nha anh em. Rồi, nó làm thêm đây giống tay cầm nó quá đã anh em. Nè, hãng của Maya nè, Maya Knock nè, Equinox này nè. Hàng của ông Mỹ anh em, thương hiệu của ông Mỹ và sản xuất tại Nhật Bản.
cứng 60, 3m6, 3 khúc made in Japan. Nha, tất cả mình fan full xích đây nè, tất cả fan xích nòng súng, đầu bu cũng bu xích biển luôn nè. Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cái fan full xích biển. Không phải 15 cái fan full xích nòng súng, bu là bu xích biển. Nha, đầu cứng 60 cũng vừa chơi nè, cứng 60 3m6 3 khúc hàng carbon. Made in Japan, thương hiệu của Mỹ. Giá Việt Nam. Cân nặng của mình là 555 g. Đọt của mình là đọt của mình 3 ly 2 nè, cây này mã số 23, 900 ngàn. Tiếp tục lên cho mình một cây súp 3 khúc, một cây Daiwa Procaster xoắn 2 da pho có chạy xước, xoắn 2 da pho chạy xước cho nè, và bị bẫy gãy ngọn đó nha anh em. Cái Daiwa fan Fuji 6, fan này bị nứt khoen rồi anh em nè, nứt diền khoen nè, xoắn 2 da cứng 25 dài 4m, bản special bắt máy Fuji, khoen địa ba xích cũng nứt luôn nha. Nói chung là còn cái khoen này nhưng mà không phải fan xích luôn, fan này cũng chỉ là fan đá xám thôi, và bị gãy ngọn luôn, gãy ngọn tầm khoảng 5 cm, hụt ngọn gãy ngọn khoảng 5 cm anh em. Phôi 2 da xoắn tới ngọn cứng 25 4m. Nói chung là anh em mua cái này chỉ được cái phôi thôi, khoen hư hết rồi, và phôi hụt ngọn thiếu 10 cm nữa nha. 25 4m thì anh em nào đánh lục về mình dựng lại anh em. Rồi ghi giá 900, bán anh em mình 700 thôi nha. Tính đâu còn khoen mà khoen hư hết rồi. Cân nặng mình 368 g, đọt của mình 3 ly, bán 700 thôi nha anh em. Một cái súp 3 khúc mã số 24. Tiếp tục cho mình cái này anh em, cái này cái Ikeda nha anh em, một cái Ikeda full hộp 2 ngọn, full hộp của nó luôn em, thông số chuẩn của nó đâu này luôn nè, made in Korea nè. Một ngọn 0.6 và một ngọn 0.8, góc 20.3 nè anh em. Thu gọn 97 cm, nặng 90 g. Made in Korea. Nha, một Ikeda gần như là chưa sử dụng. 1m8 giả trúc nha anh em, hãng Wencoren. Nè, giả trúc nè anh em, đẹp xuất sắc nha. Hai ngọn, một ngọn size S, một ngọn size M. Nguyên C-box, nguyên zin gần như là chưa sử dụng nha nè. Carbon giả trúc đẹp, anh em là fan của Ikeda thì anh em lượm cái này. Rồi thì cây này mã số 25, em bán quý chú bác mình giá là 1 triệu nha nè. Ikeda này mã số 25 giá 1 triệu, cái hộp nó bị nứt nữa nè. Không, cái nứt không ta? Nè, cái hộp bị nứt chỗ này nữa nè. Đó rồi, mã số 25 giá 1 triệu. Tiếp tục cho mình một cái cần tay Nissin 6m3 trong cái form cần body 4m5 cho anh em. Ha, 6m3 nhưng mà trong thân hình body có một cái cần 4m5 thôi. 6m3 7 lóng cứng đều 4H nha anh em, thẳng nha. Thẳng như một 4H kiểu của thằng câu đài dạng form cần nhỏ thôi chứ không phải là form cần to nha. Nói chung là này thì anh em quýnh hạng nhẹ, quýnh nghệ thuật hơn là quýnh bạo lực nha anh em, tem vàng nội địa. Hãng Nissin, dòng trendy, chuẩn nội địa Nhật nha, 6m3, nắp chụp đồ đầy đủ hết nè, hàng không có lỗi làm gì hết anh em. Carbon cũng còn mới đẹp, cũng có trầy sờn nè, cũng có trầy sờn nhưng mà khá là mới. Cây trên này trong đây nó còn cát bụi trong đây nhiều nha nè. Đó, anh em về nhớ đổ ra, đổ lóng ra rửa cho sạch cát này hả câu nha anh em. Đó, anh em cát sọt sọt trong rất nhiều nha, đừng có kéo ra nó sẽ chạy thêm đấy. Nguyên bản anh em, ngọn 0.9 nha, hàng của Nissin 6m3 4H thẳng nha, cứng thẳng 4H nha, nhưng 4H kiểu câu nghệ thuật, câu dạng cảm giác hơn chứ không phải là quýnh bạo lực. Cân nặng mình 158 g. Cây này mã số 26 giá cũng 1 triệu. Tiếp tục lên cây ISO biển 4 khúc, anh em nào chưa chơi thì chơi trải nghiệm nha, bán giá rẻ cho anh em mình chơi. Một cái ISO biển hàng Daiwa xoắn 2 da, nó xoắn 2 da nha anh em, nhưng mà trên phôi của mình anh em đó đi một lớp keo, nó phủ một cái kim tuyến hết trơn nguyên cây luôn nè. Cái nền phôi zin của mình là nó xoắn gân như thế này, một cái ISO biển nha anh em, dài 5m4, 4 khúc, tất cả mình fan Fuji xích hết, tất cả fan xích biển bơm hết nha anh em. Đồ bu cũng bu xích nè, bu zin của mình nè, thì nó size tầm khoảng MH, cứng khoảng 20 anh em, cứng khoảng 20 nha, dài 5m4, 4 khúc.
Thì cái cây su biển này nó có một cái điểm trừ duy nhất là dưới này anh em, nó có một cái nút đít gỗ dưới này, có một cái cục gỗ bự to to dưới này anh em, nó mất rồi nha. Về anh em mình kiếm cái khác mình đóng vô, mình tiện lợi bắt máy thấp nha, bắt máy 30 thôi, giữa bắt máy là 30 xăng anh em. Rồi cây này mã số 27 bán với chú bác mình 1,3 triệu đi anh em. Cái máy cây su biển này nó mắc lắm ha, bán cho anh em mình chơi trải nghiệm. Cân nặng của mình là 888 g, đọt của mình là 2 ly. Cây mã số 27 1,3 triệu. Tiếp anh em hôm trước hỏi em một cây 3m 3m3 mà bạo lực quýnh nè, đây cây này là 3 khúc luôn em, phen biển nè, nguyên cái dàn phen Fuji biển này nè, bắt máy Fuji tem vàng da băng ha. Cây này hãng của thằng nó để cho Cosmo này nè, này cũng là tiền thân của Shimano nè nha, tiền thân hãng này nè, hãng này là tiền thân của Shimano, sau này nó cũng sắp nhập với Shimano luôn nè. Cứng 200, dài 3m3, 3 khúc, cứng rất cao nha em, phen biển nè, đó phen biển nguyên zin đây nè, cũng khá là đẹp, khá là đẹp mới nha. 3 khúc bạo lực, cứng 200, 3m3. Hôm trước anh nào hỏi thì đây em quên mất tiêu rồi, bắt máy Fuji tem vàng da băng. Mấy cây này nè, về anh em đi đánh cái ca dầu rồi mới xứng tầm, một cái quýnh cá ngừ rồi mới xứng tầm gì đó. Cân nặng của mình là 774 g, ngọn của mình là 3 ly. Rồi cây này mã số 28 bán giá là 1,5 triệu. Rồi tiếp lên cho mình cây sub leader cuối cùng của em anh em, một cây Shimano sub leader ha. Cây này thì full bao, full nắp chụp xịn luôn, một cây cuối cùng 4,5 m nha. Bản sưu tập của em 6 cây anh em, 7 cây bán hết trơn, cây cuối cùng nắp chụp xịn nha anh em, rất mới luôn ha. Dài 4,5 m nha anh em, 4,5 m CX nha, CX là cứng 30, dài 4,5 m bản FV, ở bản MV nha anh em, bản này nó mắc tiền hơn bản FV. Hãy đô, rất mới rất đẹp anh em, nó cũng có những vết sờn ít chỗ này chút xíu nè anh em. Nó bắt máy Fuji và nó nguyên zin nguyên bản hết toàn bộ, nắp chụp xịn luôn. Anh em mà chưa mua thì cây cuối cùng nè, tất cả phen Fuji 6 phen, không nứt không hư. Đây, rất mới nè, nói chung là phô rất rất mới. Đó, và nó mắc thiền hơn là có cái ngọn. Cái ngọn cây này của bản EV là cái ngọn sóng ít gần. Nó chung ngọn với mấy cây leader phen trắng, nó chung ngọn với mấy cây rồ súp, nó chung ngọn với mấy cây custom đồ nèm, nó chung ngọn hết nha. Sóng ít cân toàn thân, đọt 2,5 ly, cứng 30, dài 4,5 m. Cân nặng của mình là 430 g. Rồi thì cây này mã số 29 nha, em bán quý chú bác mình giá 2,3 triệu. Rồi mã số cuối cùng là cho anh em mình một siêu cần tay săn hàng vượt cứng, hãng của NT xoắn hầu xoắn bầu lớp 2 da thầm phân 8H nha, 8H hơn nha anh em, bản vượt cứng săn hàng nha anh em, săn chấm đen. Đó, một cây NT dòng Advent nha anh em, bầu lớp Advent. Cái nền phôi của mình thì nó hơi dơ, nó hơi ảo, nó hơi ố ố một tí nè. Bản vượt cứng nha anh em, vượt cứng dài 9 m. Này, em nói về cần tay mà dòng cần tay dài 9-10 m mà săn hàng hoặc là siêu nhẹ rồi đó, nói chung em là chùm thật với anh em mình, là trong bán đồ câu nha, hiếm ai mà có mấy cần tay dài nhiều bằng em lắm nha. Cái dòng vượt cứng này em cũng chiên nên anh em, mà săn lắm, hiếm lắm mới có một cây đó. Có lông gốc nó kiểu nó dính màng dơ bẩn ấy nè, cái còn trong đẹp nè, không có sức mẻ đầu lóng, không có găng cưa, không có gì hết. Lóng ở trong rất mới luôn nè, mà nó không có bao, nó không có nút nha, nó không có nút, nó không có bao luôn, buông xây 360 luôn nè, vượt cứng nha. Đó, vượt cứng 8H đổ lên, dài 9 m, cân nặng mình 525 g, gốc của mình 32. Cây này mã số 30 em bán giá 1,5 triệu nha nè, 1 triệu, ố lộn, giá 2,5 triệu nha. Cây này 1,5 triệu là ăn cám luôn nè, ăn cờ luôn á nha. Mã số 30 2,5 triệu nha. Nói nhầm cái này mình nhảy vô chốt chết em. Thôi, tất cả ngày hôm nay em xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại quý chú bác quý chị em mình trong những video theo. Kính chúc chú bác, anh em, bạn bè nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều thành công, nhiều thành đạt trong con đường sắp tới. Xin chào.